Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua Hoàng Đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản huobo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào cho anh em. Tôi Mạnh chào cho anh em. Tôi Cứ Sáu chào cho anh em. Tôi Đại Áo Ngư chào anh em. Tôi Trà chào cho anh em. Ok các bạn ạ. Thì hôm nay mọi người có thấy anh em mình có gì lạ không? Đó chính là anh em mình chào cái đoạn mà anh em mình đã chế biến xong tất cả mọi thứ rồi các bạn ạ. Thì hôm nay đây là cái món gọi là món da lợn xào Hàn Quốc siêu cay nha các bạn nha. Đó, nhìn cái màu thứ rất là ngon này con này. Đó. Khi mà như mình chế biến ấy, cái da lợn này nó vừa thơm và luộc lần thứ hai thì cái da lợn nó rất là mềm rồi. Bây giờ như mình sẽ bắt đầu đánh chén luôn nha các bạn nha. Thì cái món da lợn này như mình sẽ ăn kèm với cả rau xà lách và rau kinh giới và một hai quả dưa chuột ăn kèm nha các bạn nha. Thì mình sẽ cuốn như này. Đó, nhìn màu rất là bắt mắt các bạn ạ. Ngon nhá. Chắc là chờ cuốn vào rồi để đây nhìn nó ngon này. Mời các bạn nhá. Da mềm vãi. Cái phiền da lợn mềm lắm. Mời tất cả mọi người nha. Có ăn da lợn cương chứ cay vãi chưởng. Thơm nữa. Cay nha các bạn nhá, rất là cay. Anh em xào mọi người có thể thấy là qua 49 lớp ớt rồi các bạn ạ, nên là nó đạt được cái màu như thế này. Đó. Cái màu đã bắt mắt rồi. Ui, da mềm lắm. Ui, chấm này, chấm này. Chấm này mời mọi người nha. Miếng da lợn không rồi. Ui. Miếng da lợn ngon nhá. Mềm nhai sập cần như kiểu thạch luôn đấy. Ui. Ui gia vị ngọt cội như kiểu ấy. Cay, thơm ngon rồi. Mềm vãi. Ngon rồi. Nhai kiểu anh thấy nó kiểu hơi về giống với kiểu thạch rồi kiểu vậy. Cái cay nữa. Mà cuốn với cả con thật, cuốn với cả rau kinh giới. Đây có rau này. Cuốn xà lách rau kinh giới ăn ngon. Hình như em thấy cuốn với rau kinh giới không ngon hơn. Đúng của nó sẽ là cuốn với cả rau kinh giới nha các bạn nha. Đây là rau xà lách, anh em mình kèm thôi cho anh em nào thích ăn rau xà lách thôi, không là cuốn với rau kinh giới là anh em ăn đúng vị của Hàn Quốc, Hàn Xẻng luôn rồi. Em đần độc với rau kinh giới xem như nào. À, cay tê. Cay tê. Đúng thật, ăn với rau kinh giới không ngon hơn. Thơm lắm. Cương ăn nhiều rau kinh nguyệt ghê. Cương ăn món này thế nào em? Ngon anh ạ. Cái nó kiểu mềm. Dưa chuột cay ngon. À không, đã ngon là chưa quấn không ngon. Đó, đây là cái món da lợn mà anh em mình xào ra như này, anh em nào cũng báo ngon nha con nha. Anh em phải được trải nghiệm cùng anh em mình mới biết ở cái món này chế xong nó ngon như nào. Có cái mì lợn những thứ bình thường nếu mà mang đi để nướng những thứ thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là dai giòn sật sật con. Ngon lắm. Nhưng mà anh em mình nấu kiểu này thì anh em cực kỳ dễ ăn đó. Ăn nếu không nó ngon đấy, nó mềm. Ăn kiểu này đỡ hại cho sốt này ngon cực kỳ. Bộ nhá nữa. Thì nó cay tí nhưng mà ngon. Đấy, chấm đúng cay luôn. Bài luôn. Cái thật luôn, cái thật đời luôn. Dưa chuột đó. Cái sốt này của nó đây, mạnh đem ra để chấm dưa chuột các bạn ạ. Ngon cực ạ. Nhìn màu hơi đỏ đỏ một chút, hơi giống kiểu cay cay thì các bạn ạ. Anh em này không biết là cảm nhận về cái món anh em mình xào qua 7-49 lần ớt rồi nó như thế nào thôi. Tôi chè cảm nhận về món này như nào? Cái đầu tiên là ăn cái bì ăn kiểu rất là mềm mềm như kiểu thạch ấy. Cái thứ hai là độ cay thôi không phải nói nữa rồi. Đóng bắt đầu đóng mặt rồi. Nhưng mà em thích mỗi da lợn ăn mềm. Nói chung là mỗi một ngày là anh em mình sẽ đổi một vài món cho khác lạ đi các bạn ạ. Anh em mình hôm nay là chơi da lợn bình thường người ta về đem về như không làm gì sao ấy. Như làm lộn. À làm cái chạo các bạn ạ. Người ta làm chạo nhưng mà anh em mình không làm chạo mà anh em mình chế cái món xào siêu cay theo kiểu Hàn Quốc nha các bạn nha. Hôm nay cay nhỉ. Thì bênh người. Và cái bì lợn làm rất là kỳ công ấy. Nó sẽ rắn, đi luộc lại còn hay gì. Cái cỏ đó nữa. Trước còn cạo lông nữa. Cường cày. Hôm nay là anh em mình được buổi gọi là phơi nắng nha các bạn, nhập tắm nắng. Đón nắng. Hôm nào có khi trời nắng to anh em mình lên đây để làm thử thách ở trên mái tôn các bạn ạ. Tắm nắng anh ạ. Trái đây ngồi tắm nắng như mấy kiểu tây ấy, bờ biển ấy. Dạo này hơi trắng rồi. Không, thôi tắm đen đi. Đâu qua mùa đông là anh em sẽ trắng hơn rất là nhiều, nhất là Cương ấy các bạn ạ. Cương thì qua mùa đông là trắng tinh như là kiểu Ngọc Trinh ấy. Em mà đến hết mùa hè thì ngang dây chun. Làm thử thách tìm gái trắng tắm nắng. Nó không ai làm đâu. Cay à? Cay mà. Một kiểu cảm giác nhìn rất là bắt mắt. Sốt này, và mình thấy anh em cầm cái miếng gọi là da lợn lên là kiểu nó rất là mềm ấy. Nó kiểu đây em cầm em vẩy cho mọi người xem. Đó, nó không hề cứng đâu mọi người nha. Bởi vì anh em mình đã luộc lần 2 khá là lâu rồi nên là nó rất là mềm, nó không còn cứng như lần đầu ấy. Lính của má người yêu đại à quên, người yêu cũ. Con là vẫn nhớ người yêu cũ. Chấm thuốc lại xuống á. Cái bác chấm nó vẫn ăn ngon. Món này phê đấy, ăn ăn cái bì cuốn mới đang sung mãi rồi, hôm nay được ăn cái này lần đầu tiên. Chạo rồi đấy, chạo rồi. Cái này anh gọi là lem bì. Lem hính. Nghe luôn. Thôi bột thính lên, cho bột này bọc. Bữa ăn này dễ ăn. Dạ, ăn thấy ngon. Thấy mũi rồi. Được rồi, cho xin một cái đi. Cay rồi nhưng cứ chấm vào đây để ăn nó ngon, càng cay ăn càng nhiều. Không dừng được. Kiểu đây là cái món kích thích ăn cay ấy, mọi người. Đây. Đây, mình nghĩ chấm chấm qua mấy phát nữa. Ngon. Mềm là cái dạng mềm. Đó, bây giờ mình sẽ trải nghiệm này mọi người này. Mình cũng ăn như Cường là cho nhiều rau kinh kinh gì đấy nha mọi người nha. Kinh khủng. Mình mời tất cả mọi người nha. Thơm nhỉ. Thơm và cái vị cái kiểu da lợn này rất là dễ ăn nha mọi người nha. Cay. Nắng này có gió mát thật. Trong đây này. Đúng thật là cái này ăn kèm với cả rau cây, rau chân kinh. Chân kinh. Rau Tây Thiên rồi. Cuốn chân kinh cuốn mấy cả xà lách cái nữa tuyệt vời luôn. Rau anh chưa hay ăn nhỉ? Rau bốn mùa. Chưa mày ăn nhiều rau ghê. Cay quá. Nó cay thật luôn đấy mọi người ạ. Mọi người có thể thấy anh em xì xoạt này, nhưng mà cái vị của nó dầu ấy, nhưng mình ăn cái này rất là lạ nha. Mà cuốn ăn kinh dưới thơm mình nhá. Thơm quá. Rau kinh dưới này người ta thường ăn với cái gì nhỉ? Ăn với đậu à? Đậu chấm mắm tôm mình. Đậu lướt ván. Đậu lướt ván sâu giòn. Đậu luộc. Uầy lá ghê. Anh Đại làm sạch nha. Này vẫn còn lông này, lông cứng này. Hơi lỗi tí. Lỗi kỹ thuật tí thôi mà. Bởi vì anh mình làm nhiều ấy nên là nếu mà có dính một vài cái lông thì chắc là cũng không sao. Nó đâm vào mồm nó đau quá nhỉ. Lông bổ lông. Đâm vào mồm nó đau. Lông bổ lông à? Ăn lông bổ lông. Ăn da bổ da. Ăn lông bổ lông anh. Cả mồm anh nhiều lông thế. Lông chắc ăn lông gì nữa. Bắt đầu cháu có lông đấy. Này. Anh Cương đái rồi à? Cái nguyên liệu sốt này coi như mình á, kiểu như nó kết hợp một chút ớt bột của Việt Nam và sam giang của Hàn Quốc đấy các bạn ạ. Đây thật sự ấy. Ăn cái nấu còn như mình sắp chế thành công cái nước sốt sam giang thứ 2 rồi nhỉ. Đấy quá. Thôi ăn bữa. Cắn một cái đoạn nào thơm cực kỳ luôn. Ăn tính con người. Một bữa là... Uầy, nhai kỹ miếng mì lợn này kiểu. Nó có kiểu dậy mùi của hoa hồi ấy. Đúng rồi. Thơm, hoa hồi miền Quế ấy. Lúc mà anh luộc hoa hồi thơm lắm. Thơm lắm. Người trẻ đúng là đánh giá như là một chuyên gia ẩm thực, cắn sâu bên trong dậy đúng mùi thế thật mà. Bởi vì anh mình luộc với cả hoa hồi và quế nên là để lại cái vị da lợn này nó mùi rất là thơm luôn. Lúc em thái một cái nướng to siêu to để cho đun rửa rồi. Đây. Wow. Đây. Ui, anh Quý luôn trời đất đây. Anh Quý luôn trời đất rồi. Anh luôn. To nữa mà. Đây là bạn đánh to. Thật sự với mọi người đó chính là những cái miếng da lợn này, mặc dù anh em mình đã làm sạch rồi nhưng mà Cái đoạn nào mà vẫn còn sót lại vài cái lông ấy, kiểu cảm giác không dám cầm những cái lông những cái miếng đó để ăn, bởi vì sợ lông cắm vào miệng ấy. Nó thì nó không phải là đau đâu mà nó kiểu khó chịu. Nhậm nhậm giậm này chảy đúng mặt. Giậm mình nhỉ? Ồ, giậm. Giậm. Nó giống cảm giác thân quen. Giậm mày, giậm rồi. Cảm thế ạ. Đó, mọi người có thể thấy hôm nay anh em ăn cái món gọi là bì lợn xào siêu cay Hàn Quốc, là thấy anh em nào cũng kiểu xì gói ra mồm mấy các bạn ạ. Ừ, cay thật. Bình thường ớt như anh mình ăn được, nhưng hôm nay xào món này kiểu càng ngày nó càng cay ấy. Ăn kiểu là cái tê lâu vậy. Sao phải cay một phát hết luôn rồi mà cay kiểu lâu lâu vậy. Cay quá, thấy không ui. Trông ngại thì các cây ăn. Hôm nay thì anh em được trải nghiệm cái món này rồi ấy, thì mọi người cũng thể thấy là khi mà anh mình làm món này ấy, thì nó rất là ngon, nhìn cái màu nó rất là ngon này, rồi anh em mình thưởng thức đầy đủ gia vị đúng cái vị gọi là cực kỳ cay hay còn gọi là siêu cay luôn, thì anh em mình trải nghiệm xong rồi thì cho anh em mình xin phép là dừng clip này ở đây. Bạn nào mà có xem được clip này thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em mình, để lần sau anh em mình sẽ chế tất cả các cái món của các nước khác ăn thử xem vị nó như nào nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.